Đây chính là những cây nho thân gỗ tứ quý mà nhà vườn Ngọc Lâm chuẩn bị giao vào trong thành phố Cà Mau bạn nhé. Hôm nay mình sẽ báo giá chi tiết cho bạn một số kích thước cây nho thân gỗ tứ quý hiện tại ở vườn nhà mình. Loại đầu tiên thì cây này nó cao khoảng tầm 1m7, 1m8 bạn nhé. Có những cây thì thoát thân nó được khoảng tầm 30-40 phân. Đường kính gốc nó dao động khoảng tầm 2 phân rưỡi đến 3 phân bạn nhé, đang cho quả rất là sai. Những cây này được cũng được khoảng tầm 4 đến 5 năm tuổi rồi. Được trồng trong những cái chậu đỏ, bộ rễ đã phát triển rất là ổn định khỏe mạnh rồi bạn nhé. Đây mình quay chi tiết cho bạn từng cây một. Đây bạn này, nó rất là già cây rồi. Thoát thân khoảng tầm 40 phân, có những cây thì thoát thân cao hơn đây, hoa này. Quả này. Hoa quả nó ra tận trên ngọn rồi bạn nhé, rất là sai. Quả này hiện tại thì vườn nhà mình đang bán với giá là 1 triệu một cây bạn nhé, giao hàng toàn quốc, một receipt bạn nhé. Rất là sai hoa sai quả. Quả ra tận trên ngọn rồi. Đây. Cây bên cạnh này thì thoát thân nó cao hơn nữa này. Bên mình thì có số lượng rất là nhiều. Các bạn mà quan tâm tới cái dòng nho thân gỗ tứ quý này thì cứ liên hệ tới vườn nhà mình. Bên mình sẽ gọi video cho bạn xem cây thực tế tại vườn. Các bạn chọn cây nào thì mình sẽ gửi cho bạn cây đó các bạn nhé. Hoa quả ra rất là nhiều này. Những cái vị trí trên ngọn này cây cũng đã ra hoa đậu quả rồi các bạn nhé. Rất là già cây rồi. Đấy, cao 1m7, 1m8, có những cây thì nó cao tầm 2m, đây cây này nó cao tầm 2m này. Và thì các bạn có thể trồng ngoài đất này, hoặc là chúng ta có thể trồng sang những cái chậu to hơn như vậy nhé. Đường kính nó khoảng tầm 50-60 phân là đã cung cấp đầy đủ các dưỡng chất để cho cây nó sinh trưởng ra hoa và đậu quả rồi. Gốc khoảng tầm 2 phân, 2 phân rưỡi, có cây thì gốc khoảng tầm 3 phân. 1 triệu một cây đấy các bạn nhé, giao hàng toàn quốc. Đấy, còn cái loại tiếp theo thì cây này nó được khoảng tầm 7-8 năm tuổi rồi, đường kính gốc cũng khoảng tầm 5 phân nhé. Để mình quay chi tiết cho bạn. Cái này thì nó mới kết thúc một cái lứa quả thôi, đang chuẩn bị ra cái lứa quả mới. Cái này hiện tại thì nó được trồng cho cái bầu vải như này, bộ rễ nó cũng phát triển rất là khỏe mạnh rồi. Và các bạn chỉ việc cắt cái bầu vải này ra, chúng ta sang cái chậu mới, lên chậu sẽ rất là đẹp bạn nhé. Đây, hiện tại đang bong một cái lớp vỏ mới này. Cái dòng nho này thì trong cái quá trình cây nó sinh trưởng phát triển ấy, khi cái thân nó to ra ấy, nó sẽ bong một cái lớp vỏ này ra này. Đấy. Da như da ổi các bạn nhé. Rất là dễ trồng, chịu nắng nóng tốt. Cây này thì nó đang chuẩn bị ra hoa cái lớp mới này. Đây quả đây, hoa quả con này. Đấy. Những cái cây mà được khoảng tầm 6-7 năm như này. Gốc khoảng tầm 5 phân các bạn nhé, gốc khoảng tầm 5 phân. Hiện tại thì vườn nhà mình đang bán với giá là 3 triệu một cây, giao hàng toàn quốc các bạn nhé. Hoa quả rất là sai rồi. Rất nhiều hoa nhiều quả con rồi. Đấy. Ngoài cái dòng nho thân gỗ tứ quý ra thì vườn nhà mình còn một số cái dòng nho khác, ví dụ như là nho thân gỗ quả vàng này, nho thân gỗ 12 vụ này, nho thân gỗ thường hay là nho thân gỗ kim cương, là một trong những cái giống nho mà có giá thành đắt nhất bây giờ. Đây là cái dòng nho thân gỗ quả vàng rồi đấy. Quả vàng thì đường kính nó khoảng tầm 4-5 phân này. Đây là dòng nho thân gỗ kim cương này. Đây là dòng nho thân gỗ 12 vụ nhé, chín là màu đỏ tươi. Các bạn mà quan tâm tới cái giống nho thân gỗ thì liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm nhé. Có hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750386 và 092 391 6866.